Trong tập tuần trước, người kết nối Miko Lan Trinh đã đưa chúng ta gặp gỡ và tìm hiểu về chàng diễn viên trẻ Phúc Zelo. Chúng tôi cũng đã tặng Phúc Zelo món quà đầu tiên, chính là những tâm sự tận đáy lòng, những lời gửi gắm yêu thương của cha, mẹ, anh chị ở quê nhà Cà Mau. Trong tập tuần này, tiếp tục là bất ngờ nào dành cho Phúc Zelo đây? Xin chào các bạn, và hiện tại thì Miko Lan Trinh vừa mới đón được phụ huynh của nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Và xin chào cô Lệ ạ. Dạ, chào em. Và cô là mẹ của bạn Phúc Zelo. Hôm nay thì Lan Trinh tưởng là đi đón một nhưng mà tự nhiên là thành hai. Đây là ai cô? Đây là cháu của Phúc Zelo. Cháu, con cháu. Tên gì? Dạ. Tên Hiếu, rồi vậy là hai bà cháu. Tâm trạng của cô bây giờ như thế nào khi mà sắp có một ngày á mình sẽ đi theo dõi những cái hoạt động của Phúc? Đây là một ngày rất là vui. Hồi đầu tới giờ mình chưa có được từng đi để mà xem hoạt động của Phúc luyện tập hoặc là phim trường là cực khổ như thế nào. Để từ hôm nay cô muốn đi để chứng tỏ rằng là Phúc rất là chịu đựng cực khổ như thế nào. Được biết nghệ danh Phúc Zelo là do cô đặt hả? Thì hồi xưa là Phúc còn là một diễn viên quần chúng thôi. Rồi đi học là diễn viên. Thì Phúc cũng mơ ước là con người mình sẽ sau này phải có một cái tên để đi vào con đường nghệ thuật. Con có thích màu vàng hay không? Hai mẹ con cùng đi trên đường. Thì Phúc nói nếu màu vàng cũng được. Nếu con thích màu vàng thì toàn bộ con cái gì cũng cho màu vàng. Từ chỗ đó người ta mới nói là Phúc Zelo. Zelo là tiếng Anh. Zelo là màu vàng. Cái gì nói là Zelo. Phúc có nói là Zelo có nhiều người ta đọc khó hiểu quá. Thành ra giờ cho mang máng ra là dịch ra là Zelo. Có khoảng thời gian nào em cảm thấy nặng nề, không theo nổi? Bắt đầu xin theo nghề, mẹ em cũng rất là sợ vì không, thứ nhất là dòng họ mà theo nghề, thứ hai là không quen biết ai hết. Rồi liệu con mình lên Sài Gòn vậy rồi xin học hành rồi sinh sống ra sao khi mà không có quen biết ai hết. Công việc đầu tiên của em là em đi đóng quần chúng. Đó, em đăng ký vào một cái công ty chuyên đi là quay quần chúng đó. Thì em nhớ kỷ niệm đáng nhớ lần đầu tiên của em đi phim là em bị lỗ 40.000. Sao vậy? Tại vì em không có xe đi, không phương tiện đi. Đó, mà từ cái địa điểm của em đi đến cái địa điểm quay á là mất khoảng 40.000 tiền xe, đi về là 80.000. Mà lương của em ngày hôm đó chỉ có 80.000 thôi. Mà đòn không có bao ăn bao ở, không có bao ăn bao uống gì hết. Rồi cuối cùng em phải tự bỏ tiền túi ra ăn sáng 20.000, ăn chiều 20.000, tổng cộng lỗ 40.000. Sau bao lâu ở trên Sài Gòn mới có xe? Một năm. Một năm sau thì có xe. Dạ đúng rồi. Để đi lại. Đi quay phim quần chúng nè, đi mua đám cưới nè, đi làm phục vụ quán cà phê nữa. Đó, xong đó là để dành tiền cái mua được một chiếc xe quay. Đó, xe quay. Xe đầu tiên. Dạ, mà không phải là xe mới nữa, mua lại. Cô có biết Phúc hiện giờ đang có quen ai không? Thì Phúc cũng có quen một cô bạn. Thì cũng có dẫn về quê một vài lần. Về luôn rồi. Về một vài lần. Con chịu sao mẹ chịu vậy hả? Là cô không có góp ý. Không, mà Hằng không có ý. Ôi, con thấy cô rất là tiến bộ luôn. Đúng, thời đại bây giờ mình phải sống thoải mái hơn chút. Vậy là cô để cho con trai tự do tìm hiểu. Đúng. Mẹ dễ gần. Cũng chịu buôn bán lắm, chị bươn chải, thấy về lần nào cũng đầu tắt mặt tối hết á. Tối nào buôn bán nè, mà sức khỏe thì cũng có. Chính thấy là bạn Phúc Zelo rất là có phúc. Có hai người phụ nữ chịu thương, chịu khó làm việc, quan tâm với Phúc rất là nhiều. Wow! Dễ thương không? Nhân dịp gì vậy anh? Không có cần nhân dịp gì hết, em lúc nào cũng xứng đáng để cho anh phục vụ. Đặt nghệ danh cho con là Phúc Zelo vì con yêu thích màu vàng. Và cũng phần nào chính người mẹ mong muốn con đường nghệ thuật của con trai mình cũng vàng son, tươi thắm như chính gam màu này. Wow. Dễ thương không? Dễ thương, anh chồng ơi. Ôi, đổ. Số sang dòng. Lên. Nhúng một cái. Quan dòng. Xong, đi vòng xoắn. Rồi, đứng yên, xong chị buka ra đứng nhúng cái tỉa chị Diệu Nhi ra đổi tay. Xong tới hai chiều ra, đi. Em đi lên, chị buka sẽ đứng giữa nè, em đi vòng chị buka. Cô xem Phúc đi casting nè, Phúc tập kịch nè, để cô có suy nghĩ gì? Cô suy nghĩ Phúc cũng chịu khó, cực khổ mà cũng phải gắng làm việc với mọi người.
Như vậy là sự nỗ lực của Phúc cũng có tiến bộ, chịu khó để mà làm những gì mình muốn cho đạt được tốt đẹp. Rồi hồi sáng cô thấy Phúc casting như vậy, cô có hy vọng bắt đầu được phim đó không? Cái này cô cũng chưa biết sao nữa, tại vì cô không phải là trong nghề, nhưng mà cô cũng hy vọng sẽ đạt được. Cô thấy em làm sao? Em diễn xuất cũng khá khá. Dạ. Còn con? Con cũng dậu. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với quá trình mà Người Kết Nối cùng với mẹ của bạn Phúc Yellow trò chuyện trong suốt cái quãng đường đi. Cá nhân của mọi người thấy như thế nào khi mà việc đặt nghệ danh cho con? Thường là bố mẹ khi đặt tên cho con cũng đã mong muốn là cái tên nó có Phúc rồi. Ví dụ như là bạn Phúc là muốn đặt tên là muốn là Phúc, đặt đề là Phúc Yellow, có nghĩa là chói sáng. Theo như cảm nhận của chị, đây là một người mẹ, mặc dù ở dưới quê Cà Mau, mình gọi là quê đúng không, vùng cuối cùng của đất nước, mặc dù cuộc sống trải qua của gia đình nó là rất khó khăn, nhưng mà bà mẹ có những suy nghĩ rất là tiến bộ và rất là văn minh. Tự nhiên mình làm sao cho con mình nó ở thành phố muôn vào muôn màu muôn vẻ biết bao nhiêu người để mà nó có một cái dấu ấn, thì phải đặt cái nghệ danh đúng không. Rồi tự nhiên là nghĩ là con thích màu vàng hay không, thì có nghĩa là cái suy nghĩ của người mẹ này đúng là đáng ngưỡng mộ ha. Thường nghệ danh nghệ đồ là phải những người gì họ thấy này kia lắm chứ. Và em lại thấy là mặc dù cô có thể là không có kinh nghiệm về làm sản xuất, nhưng mà cô biết là con của mình cần một hình ảnh đóng dấu trong lòng đó. Khán giả thì bây giờ màu vàng, bây giờ Phúc không cần phải quá đầu tư vào trang phục, miễn là lúc nào xuất hiện cũng vàng hết, thì bây giờ mọi người sẽ nhắc tới Phúc là nhớ liền cái bạn mà diễn viên mà mặc toàn màu vàng. Tức là cô muốn cho các bạn có một cái định dạng cái hình ảnh của mình. Nhưng mà cái quan trọng đối với người diễn viên không phải là cái nick, mà là cái khả năng diễn xuất. Thật sự cảm thấy bạn có tài năng. Cái tài năng của bạn á không gọi là cái tài năng của một thiên tài bẩm sinh. Có những người á phát ngôn ra một câu mình đã thấy hài hước rồi. Em thấy cái tài năng ở đây là cái ở cái sự cần cù, chăm chỉ tập luyện và rất đam mê. Bạn giống em không phải là một người tài năng sẵn có, mà em cũng phải cần trải qua cái quá trình rèn luyện rất là nhiều. Đó cũng là một cách để cho một diễn viên trẻ có thể chạm tay đến được với thành công. Bởi vì đối với cái nghề này á, thì theo như chị là nó có ba cái yếu tố để chúng ta có thể được tỏa sáng. Một là chúng ta thật sự là thiên tài, khi một cái vai diễn đó là bắt buộc chỉ có người đó mới có thể chuyển tải nổi, thì bắt buộc người ta phải mời cái nhân vật đó thì người ta sẽ tỏa sáng. Thứ hai là người đó có một cái cơ duyên sẽ tỏa sáng. Còn cái thứ ba đó là cái sự tỏa sáng đi lên bằng cái sự cần cù, là có công mài sắt có ngày nên kim đó. Thì bạn Phúc đang chọn theo con đường đó, cũng là một trong những con đường mà có thể chạm tay đến được với thành công. Còn với Lê Lộc thì anh muốn hỏi là em nghĩ xem là cái cuộc nói chuyện của mẹ Phúc và Phúc khi gặp nhau, họ sẽ chia sẻ điều gì và cái không gian, cái bối cảnh nó sẽ ra sao? Đoán nữa là con chơi trò đoán chữ cái đó. Bối cảnh đi, mình nói cái bối cảnh đi. Sân khấu là lúc đó là giải lao sau hay là cái cuộc biểu diễn sau đêm diễn? Em nghĩ là sau đêm diễn. Có đi ăn không? Em nghĩ là không đi ăn đâu, chỉ là gặp nhau sau mẹ khi tràn lên sân khấu hay là sau cánh gà. Tràn lên thì chắc là không có tràn lên được rồi đó, chắc nghĩ là trong cánh gà. Chúng ta sẽ cùng xem cái không gian diễn ra cái phút giây chạm mặt nhau nó sẽ xúc động như thế nào, mời quý vị. Thì bây giờ chị thấy là cuộc sống của em với công việc, với tất cả những người mà y tư giúp đỡ em thì đã đi vào nền nếp rồi và chị rất là vui. Thì bây giờ chị muốn mời một người đặc biệt của em, đó chính là bạn gái em. Bạn gái em sẽ lên đây để chị em mình cùng ăn tối. Mình nói về một cái chuyện vui vẻ. Ăn tối đó, ha. Đồ ăn của mẹ nấu. Đó, không? Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Dạ thôi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi, mình lại đóng vai người thừa nữa rồi. Mỗi lần quay Người Kết Nối mà các cặp với nhau, anh đứng lên nhường chỗ đi chứ, còn không biết điều nữa chuyện tình luôn. Lại rất là thừa thải. Chị em chung với em. Đây là mấy món, còn lại món thích không á? Tính hai bạn có vẻ rất là kỹ tính và cũng chầm chầm như nhau nè. Đúng không, đúng không? Vậy thì quen, ai là người lúc quen nhau, ai người ồn ào hơn? Em hồn cũng nhiều. Trong cái mâm này em thích món chân, món ruột em nè. Món ruột là món bắp khía nè. Ngon lên trời. Món chân á mà
À, em nhớ là đó là cha em làm là ngon nhất, ăn nhất lắm luôn. Món này mày ngon mà, nó ăn giòn nè, mà tìm được cái củ dừa nữa là khó. Ừ. À, gỏi củ dừa đúng đúng à, tìm ở trên Sài Gòn là khó. Ừ. Bây giờ mới lấy nguyên liệu ra đem tới á, đặt mới khó, đặt cho chương trình khó chứ bộ, xong rồi còn nhờ một người rất là đặc biệt vận chuyển tới. À. Ngay mình ngồi vui quá, mình chỉ thấy chưa vui đủ ha. Ừ. Mời thêm người nữa ra đi. Ừ. Mời thêm người nữa ra chứ. À. Tại có bốn cái chén. À, dư cái chén. Đây mời người này ăn được không? Người này chắc ăn được. Trời ơi. Đây là mặc đồ chi? Nhớ quá. Nè, ngọt trước này, ngọt trước đây. Em sai rồi thấy chưa? Vị giống em quen. Ăn cà phê với nè. Hiếu ơi, lên đây con. Đi đâu khóc. Mẹ khóc. Mẹ khóc. Trước đó, mẹ và bạn gái đã trở về nhà trọ của Phúc và bí mật cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối cho Phúc. Những nguyên liệu được mẹ cất công mang từ Cà Mau lên và tự tay nêm nếm, chế biến để mang đến cho Phúc trọn vẹn nhất hương vị của quê hương. Mẹ lên nào? Ôi, nhịn cả ngày giờ mới khóc đó. Té không, té không? Nhịn cả ngày à? Vô đi uống nha. Sáng tới giờ đó. Trời ơi, đi sáng giờ chị hả? Đi sáng con đi cá tuyên mẹ, không có đi theo, cũng không có cô thấy mẹ đâu. Ủa? Trang đét ơi. Dễ thương quá à, con đi chung với bà nội lên hả? Cô mà không biết mẹ nấu gì à? Thì đó, nó cái khẩu vị nghe quen nè, ăn ngon nè, biết mấy món mình thích nè. Ấm chân nè, mấy bà kia là đặc sản của Cà Mau nè. À, chứ ở Sài Gòn ít lắm, ít cái món này lắm. Còn nữa có hủ dừa nữa nè. Đó, gọi củ dừa nè, ở Sài Gòn ít ai làm á. Ở dưới quê mới có món củ dừa nè. Cảm ơn mẹ nha. Sau một ngày làm việc của Phúc, cô thấy công việc của Phúc như thế nào? Dạ, thấy sao, cô không biết sao. Gặp Phúc mừng quá. Cô thấy cuộc sống của Phúc như thế nào? Sống giờ thấy cũng ổn. Thì coi như tương lai cũng vàng tươi, tươi sáng thêm nữa. Cô còn viết nhật ký nữa lúc này bị cô bận quá, bán cơm suốt luôn rồi không có thời gian viết. Có hồi xưa là chưa có mở cơm á thì cô có thời gian cô viết. Dạ. Cô viết nhật ký là đau buồn gì Phúc nữa, nhưng mà giờ hết buồn rồi đúng không? À, bây giờ là như là hết buồn. Qua cơn bị cực đến hồi thế là. Bữa cơm tối trong giờ nghỉ giữa hai xuất diễn tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ với Phúc là quý giá hơn bao giờ hết, vì trong bữa cơm có mẹ, có bạn gái, hai người phụ nữ anh yêu thương và họ cũng hết lòng yêu thương anh. Hai đứa bé này là con của Vũ Khùng. Thấy mặt tôi nó khùng ghê không? Chào bà Út. Dù đảm nhận vai diễn phụ có khi rất nhỏ trong các vở diễn, nhưng Phúc Zalo luôn cố gắng hết sức hóa thân một cách tròn trịa vào nhân vật để mang đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất. Tại vì Út đang quay này, quay qua mày ôm Út hết hồn. Tại vì nói mày vẫn là con trai. Út chưa đập thùng. Là một ngày rất là dài đúng không cô? Và rất nhiều cung bậc cảm xúc hả? Nhiều cảm xúc, vui có buồn có. Có buồn không? Buồn là những lúc mình thấy con mình đi quay rồi đi tập rồi nó cực khổ, mình ở xa nhìn lại thấy con mình nó vất vả. Như vậy là chắc nhiều ngày là nó vất vả còn nhiều hơn nữa. Lúc đó mình cảm thấy nó buồn trong bụng. Nhưng mà lúc vui là khi con mình lên nó diễn được thành công và vui vẻ, mọi người quan hình rồi gì, mình thấy cái đó là một sự vui. Và đặc biệt trong cái xuất diễn này cô thấy Phúc à, thấy Phúc làm cũng tròn trịa, là một đứa bé rất là dễ thương. À,
đổi lại cái sự vất vả của nghệ sĩ đó chính là sự công nhận. Sự công nhận, sự thành công, công chúng người ta quan hình đó là sự thành công tốt đẹp. Vậy là nói sao ta, đáng là đúng đúng phân nửa, tức là cũng có khóc, khóc 50-50, khóc 50-50, cười 50-50. Mình đang dự đoán là bạn ấy là người đa cảm xúc đúng không? Khi gặp mẹ phải nước mắt như mưa nhưng mà hình như không khóc. Chắc có lẽ không, bố bà là do là bạn ấy đang lo không biết là có mẹ rồi có bạn gái thì sao, cái đó bị nhìn giữ cái hình ảnh của mình đó, trước cái... mặt bạn gái, cho nên nhiều khi muốn khóc lắm nhưng mà thấy bạn gái ngồi đó không khóc được. Khi mà mẹ chưa xuất hiện thì Phúc còn bộc bạch ra, nhất là cái đoạn video clip á, là chạm tới cõi lòng thì lúc đó Phúc cũng rơi lệ, cũng là tâm sự khá là nhiều điều. Nhưng khi mẹ xuất hiện là em thấy gồng lên liền. Chắc chắn rồi. Này cố giấu không hả? Không có người con nào mà muốn mẹ nước thấy nước mắt mình vô liền. Rơi nước mắt khi mà mẹ lên thăm, đặc biệt là có bạn gái của mình ngồi đó, bởi vì phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người mạnh mẽ. Cho chia sẻ chuyện riêng chút. Chị nhớ mẹ chị mỗi lần đi coi chị diễn kịch á, bởi vì chị làm bầu show á, mẹ chị đâu coi chị diễn hay dở diễn sao, toàn ngồi đếm khán giả coi bữa nay được. Là nghe thấy coi rồi người ta bàn tán sao con mình diễn sao chứ có coi mình diễn gì đâu. Tâm trạng của ba mẹ không phải là khán giả đi coi nữa. Thưa quý vị, như vậy thì Nguyên Khang đang chờ đợi xem là sau khi gặp nhau đi chơi xong, đi chơi. Chị đoán là sẽ đi công viên chơi hoặc đi sở thú, tại vì có thằng cháu đi theo. Theo như em đoán là hai mẹ con sẽ đi đi về nhà hả? Về nhà, không đi đâu nữa. Ấm mẹ, có thể là vậy chứ không biết giờ hai mẹ con đi đâu. Ta đi ăn uống thì cũng mới vừa ăn rồi. Còn đi shopping mua đồ thì chắc là không có rồi đó. Được. Sao vậy? Shopping mua đồ cũng là một ý kiến vậy. Người ta đã khó khăn rồi thì người ta phải biết tiết kiệm chứ. Khó hồi xưa giờ thôi, giờ cũng ổn định vậy rồi. Vậy đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền lên. Không đi xài tiền, giờ đi kiếm tiền. Thì Khang nghĩ là ngày hôm sau Phúc sẽ có một cái công việc gì đó. Anh nghĩ gì em mới gợi ý, anh lấy cái ý của em thì có. Thôi đừng cãi nó, coi đi mệt quá. Đi cho nó lẹ. Chắc rồi, mời quý vị xem tiếp. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm cả ba mẹ con đã có một buổi tối như thế nào, cũng như là chuẩn bị cho hành trình của ngày thứ hai nhé. Nhà của Phúc Zelo đêm rồi. Hello cả nhà. Thấy chuẩn bị xong hết rồi. Đồ diễn ở đây, xong rồi đồ em làm sự kiện, làm đạo diễn đó. Cả này. Kỷ niệm bao nhiêu ngày yêu nhau đây? 3 năm chị ơi. Trời ơi, em nghĩ những cái hoạt động hôm qua của mình ngỡ như là bình thường, nhưng mà có một người vô cùng quan trọng mà quan sát từ xa vậy mà mình không biết. Nên giờ nghĩ lại lúc đó có cảm giác gì không? Như là không biết lúc đó có quậy quá không? Có quậy quá vô tình sai sai không ạ? Thì đúng rồi, không biết có làm gì sai sai vô tình bị phát hiện không? Dạ. Thì nói với em, ví dụ như một ngày làm việc như vậy thì cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Có những ngày em làm việc còn nhiều hơn vậy nữa. Có ví dụ như có những đêm mà em tập kịch đó, có khi phải tới 4-5 giờ sáng. Có khi mở mắt ra là nghe gà gáy là trời trời sáng rồi, chưa được ngủ nữa. Thế bây giờ thu nhập một tháng của em trung bình là bao nhiêu? Cũng chưa biết chính xác, nếu mà lương cứng cơ bản ở sân khấu em diễn á thì một tháng sẽ khoảng là 5 triệu. Là lương cứng, còn ngoài ra em đi quay hay đi mấy cái show ở ngoài thì sẽ lương khá hơn. Rồi vậy hôm nay lịch của mình là đi đâu? Lịch hôm nay thì em sẽ đi Cần Giờ để em gọi là dự một buổi hướng nghiệp cho học sinh cấp 3. Tên gì? Phúc Zelo. Đúng rồi, Phúc Zelo. Rồi hôm nay cố tình mặc cái áo trắng chứ không phải là mặc áo vàng nha. Cho một tràng pháo tay cho hai bạn học sinh của trường mình diễn kịch cùng anh nha. Đứng lại, hai em đeo đó. Dạ. Đi đâu? Hai tụi em đi về thầy. Ai cho hai tụi em về? Thầy hết giờ học tụi em về. Đúng là hết giờ học rồi, nhưng mà hai em phải ở lại học phụ đạo. Ủa sao kỳ vậy thầy? Tại vì hai em học dốt hơn tất cả các bạn ở đây. Ủa tụi em học giỏi mà thầy. Nếu như mà hai em nói hai em không học dốt, vậy hai em dám trả lời câu hỏi của thầy không? Dạ. Được, chỉ cần hai em trả lời được câu hỏi của thầy, vượt qua được thử thách của thầy thì thầy sẽ cho hai em về, chịu không? Được, câu đầu tiên hai em phải cho thầy biết ăn cắp nhạc người ta được gọi là gì? Em biết. Mời em Xuân. Để thầy, ăn cắp nhạc được gọi là đạo nhạc. Đúng không? Đúng rồi, ăn cắp nhạc được gọi là đạo nhạc. Vậy còn Phúc, em phải cho thầy biết ăn cắp văn người ta gọi là gì? Dạ thầy, ăn cắp văn được gọi là đạo văn. Đúng không? Đúng, ăn cắp văn gọi là đạo văn, cắp nhạc gọi là đạo nhạc. Vậy hai em phải cho thầy biết ăn cắp răng người ta gọi là gì?
Dạ không biết thầy ơi. Đạo gì? Đạo hàm. Đúng rồi, ăn cắp răng được gọi là đạo hàm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với môn toán học. Lúc anh còn ngồi ghế nhà trường với các bạn á, anh là một người nhiều chuyện nhất lớp. Một người nhiều chuyện sẽ học giỏi môn gì? Làm gì có môn nhiều chuyện. Môn gì? Đúng rồi, môn văn. Bởi vì sao? Các bạn muốn nhiều chuyện thì các bạn phải có nhiều vốn từ. Vậy thì bây giờ dễ lắm. Các bạn nên làm cái gì các bạn thích cái đã. Đó, giống như anh vậy đó. Tự nhiên anh thấy thích cái ngành diễn viên cho nên anh đi học. Trong lúc các bạn làm cái việc mà các bạn thích á, tự nhiên nó sẽ nảy sinh ra một cái khác nữa. Thì đó chắc chắn sẽ là cái nghề mà các bạn sẽ đi theo các bạn sau này. Chỉ trừ khi nào các bạn tập luyện, rèn luyện mỗi ngày rồi thì chắc chắn thì các bạn sẽ giỏi lên. Chứ không có ai mà tự mà mới sinh ra mà đã giỏi đúng không? Thấy vậy hôm sáng nay là chị tăng thêm mức độ ngưỡng mộ em rồi đó. Thật ra thì lúc đầu cũng, lúc mà làm một hai trường đầu thì cũng hơi run, hơi lấp vấp. Nhưng mà làm riết rồi cũng quen rồi, quen dần với các bạn nói chuyện rồi thoải mái hơn. Lấy từ cái bản thân mình đưa ra là cũng quay, tại mình lộn người nhiều chuyện. Sau một ngày rưỡi quan sát Phúc làm việc thì cô đã cảm thấy yên tâm về con trai của mình chưa? Cô cũng đang cũng yên tâm nhưng mà cũng lo chút. Dù cho con mình lớn như thế nào đi nữa vẫn là tấm bé của mẹ trong lòng. Con phải cố gắng làm sao phấn đấu để đạt những cái gì cho mình. Coi như là phải hết sức, hết mình đó. Rồi cái giây phút ấy cũng phải đến. Mẹ phải về, con ở lại. Những lời nhắn nhủ, dặn dò, những cái ôm, những cái hôn vội chất chứa tình cảm và nỗi niềm.